1, 2, 3. Mirinda ngon sắn lưỡi màu xanh lá cây. Yeah. Mirinda uống gì vậy? Cái thể loại quần què gì vậy trời? Ta-da! Chào mọi người đã quay trở lại với Mina Channel cùng với Kuna Nani. Và đây là Kobe Vlog Bling Bling. Yeah. Và hôm nay Mina và Bên Thiên qua đây để thực hiện một thử thách rất là thú vị luôn nha. Đó chính là thử thách bịt mắt và đoán xem những thứ nước ta đang uống là gì. Đó. Mắt có thấy gì đâu, bịt mắt. Thì chính vì Mina không bịt mắt nên mới làm cái thùng này nè. Là giống bịt mắt là còn gì, thấy không? Hiểu không? Không, thì phải gọi là những chiếc thùng bí mật mà okay. Mình ở đây mình không thấy đâu, chỉ có mấy bạn khán giả trên thùng dung thấy thôi. Đúng rồi. Mắt không? Vậy thì bình thường là nó đây có 3 thùng là 3 cái ly đúng không? Thì mình mỗi lượt chơi sẽ có 2 ly là đồ uống bình thường và ngon, 1 ly là đồ uống kinh dị, ví dụ nước mắm, nước tương, đường, tỏi, ớt gì đó. Đó, có pha không? Pha hết luôn, nói chung là kinh dị lắm. Xong rồi á thì mình nếu mà mình chỉ bóc đúng cái ly kinh dị đó thì mình phải uống và đoán được cái đó là cái gì. Nếu không đoán được hoặc là không uống hết cái ly thì sẽ bị phạt. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Và bây giờ bên kia đang sợ hãi rồi mọi người ơi, chúng ta cũng đang thực hiện nữa hết. Thôi, let's go! Ta-da! Ok, bây giờ ở đây là có 3 ly nước sẵn rồi, mình chọn đi, cái này là hơi xui ngẫu nhiên nha. Mới nhắm mới thôi, thấy con ói rồi đó, tại vì lần trước có chơi rồi đó. Nhiều luôn, khách mời cho chọn trước luôn. Trong 3 ly thì có chỉ có 1 ly là kinh dị thôi. Đầu xác suất cao mà. Xác suất cao hơn lần trước, lần trước mình chỉ 2 ly thôi. Đúng, chính xác. Xác suất có 30%, bóc đi. Này. Ok rồi, đem kéo qua. Rồi còn Mina thì hơi chọn bà thùng ở giữa. Rồi, để rồi đó. Chúng ta cùng nhau chung mở vô uống nha. Chuột. 1 2 3. Cho ta trăm nghìn chung rượu độc. Lượt chơi thứ 2, 2, 3. Lựa chọn chúng cái ly nước mà kinh dị nữa. Nước xanh. Nước xanh, Fanta xanh. Mà biết số bọn tôi sao rồi đó. Biết nào là cái này. Nước cam pha chắc buồn á. Vàng vàng đúng rồi. Yeah, quá mình không uống hết nước kinh này. Yeah. Tiếp tục lần thứ tư.
lượt chưa? Thứ tư lụa. Thôi hết lạng giang quá rồi, biết bóng rồi, không có nghe được mùi. Rồi bây giờ lụa nè. Muốn ai lụa trước? Không biết giờ. Hồi đây lụa trước, lucky đó, may mắn đó. Bây giờ lụa trước đi. Rồi ok, giờ hy vọng mình cũng lucky giống giống như vậy nha mọi người. Mình tự nhìn vào mặt của bạn quay phim của bạn đó. Biết ai lụa cái này? Đỡ. Cái này. Được luôn. Cái này. Tuyệt vời. Thôi không nghe lời bài nó được, nghe lời bài nó bị dốt nên bỏ bắt gì không tha, hiểu không? Bài nó ghê lắm đó, mình sẽ lấy cái cách được rồi. Mình lấy cái nào? Bên kia lấy cái này rồi. Trời, ai cũng chê cái tuyệt vời. Để coi bạn bạn bên kia có nói chuyện chút nào không nha. Không, đâu đáng lẽ hồi nãy mà đưa máy nói dối vô cho bố rồi. Bạn bên kia có mình chơi mình lắm rồi. Giờ hút từng người đi cho nó có gì đó để coi. Rồi rồi chung nha. Rồi bình tĩnh nha. Hai rồi ngon rồi. Tiên nữ tiên châu. Ôi lúc nào Mina cũng là một vòng hồi hộp vậy nè. Thì bây giờ bạn chọn đi, cái này là cái tuyệt vời. À được chọn lại hả? Biết lo là nó dụ mày. Đúng rồi, nó dụ mày. Đúng qua cái này. Đúng, mình sẽ chọn cái được chứ mình không lấy cái tuyệt vời. Dạ. Mình sẽ cùng hút coi được không nha. Không, cũng có thể là coca màu đen. Đặc hơn một kìa. Nó đặc và nó bốc mùi. Nó đặc mà nó không nổi hả? Nước mắm. Nước mắm pha nước tương cộng chút đường, thêm muối tiêu. Vậy ngon. Cái này đem kho đồ ăn là ngon lắm. Nhưng mà uống thì nó hơi kỳ nha. Uống là rất kỳ nha. Trời, nó đặc quá kìa. Ôi, nó đặc quánh luôn. Mọi người có thể zoom vô mọi người thấy nó đặc quánh luôn. Mình phải chấp nhận sự thật. Cái rau sữa, cà phê sữa. Nó chặt lắm. Nó đặt qua thấy nó không lên. Mày nghe chưa? Nó chặt lên nổi. Mày còn cảm nhận được là nó chặt rồi. Nó không là hút mà nó không lên nổi. Thì nó có chân trâu á cháu. Chân trâu. Nó chân trâu cho nên không có hút được. Thật sự là Mina đã cảm nhận được nước mắm trong miệng mình rồi đó. Cái hương á. Cho nên là Mina chấp nhận thôi. Mina đầu hàng số phận rồi. Ủa gì vậy? Bà ngỏ liền. Tao không biết mày uống cái gì mà sao mày ngồi mày xúc gì. Con đi. Tao nghe mùi, tao tưởng tượng được cái mùi đó trong miệng tao. Tao mới coi. Con dãy cành cạch này. Pha với cái này mọi người ơi, kết quả của Mia là Sting với lại Nescafe. Pha lại với nhau. Cái này nó không ghê lắm, nó vẫn là nước ngọt. Ừ, vẫn uống được nhưng mà cái mùi nó hơi ghê, cái mùi nó hơi nồng nồng. Cái trong kết quả là ba cái hộp này là hộp kinh dị. Học ở giữa cái học tuyệt vời là các chị kia. Trời ơi, đồ lừa đảo Nói rồi, nói rồi. Ăn cám rồi. Quay phim, trời ơi, hư quá. Đảo. Rồi, vô lại. Yeah. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thứ 5. Hỏi quay phim nữa đi. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp tục quay phim nha. Quay phim ơi, mình sẽ chọn cái này không? Được. Xuất sắc cái này không tồi. Không tồi. Tôi yêu các bạn quay phim nhà tôi lắm. Được. Nó đã không tồi. Okay. Excellent. Not bad. Mình chọn nào ta? Mình chọn cái not bad đi. Không, nhiều khi cái not bad thật cái bad. Mà nhiều khi excellent thì lại không excellent thì sao? Hay đi xuống. Nào không vậy á. Không vậy. Anh cũng vậy, hai cái này là ok nè. Hiểu không? Bị lộ. Ý là cái này cũng vậy, là hai cái này ok. Nói thấy chưa? Mình hát thử rồi, nó rồi. Mình lấy hai này đi. Lấy cái sắc chọn. Rồi. Sắc. Thì lấy gì? Good luck. Lấy cái này. Yeah. Mình lấy con lớp. Lấy cái này. Còn lấy cái này. Excellent. Excellent. Rồi, bây giờ mình lấy cái excellent. Còn mình kia lấy cái nốt bát đúng không? Rồi, mời bạn nốt bát. Tại
thử trước đi. Rồi, Mina thử trước nha. Mina xui lắm, lỡ Mina hay thôi tới bên hay uống cái dở rồi cái. Con người bình thường uống được thôi. Còn gì nữa đâu mà cộng với sầu. Chỉ có một ly là con người bình thường uống được thôi. Wow, vậy là mình sẽ giành thiệt nha, để có được một ly may mắn. Đúng rồi, trời ơi, sợ vậy. Vậy à, mình phải giành nhau để có được một ly may mắn. Nghe đây, ly này thì sao? Ly này á, ly này là ly thịnh vượng. Thịnh vượng, phát tài sung túc. Bán mấy cái gì đó, mấy cái giỏ quà Tết rồi. Theo chủ đề, theo chủ đề. Thịnh vượng nè, phát tài sung túc của ly này. Xung vầy. Xung vầy. Xung vầy là chắc là thịnh hả? Còn này. Hả? Cái này hả? Đơn giản. Đơn giản, chắc là đúng rồi, thịnh vượng, xung vầy, đơn giản. Chỉ có một cái là uống được thôi. Chết rồi, khó quá, giờ sao đây rồi. Chọn đi. Sợ quá à. Thì chọn đại đi, biết đâu may mắn. Cái này thật là may mắn luôn á. Cũng được. Cái này thịnh vượng. Thịnh vượng. Nè sẽ lấy cái này là đơn giản hả? Đơn giản. Đơn giản. Ừ. Hào hoa xinh vậy. Cũng là một lựa chọn. Mẹ rồi, hai này là hai ly kinh dị hết rồi, hiểu không? Tức là ly nặng được, cái nào cũng được. Chưa chắc anh nha. Thịnh vượng Minh Kỳ rồi. Xung vầy. Thôi nó cười khinh mình. Nó cũng cười đó. Phải không? Thôi Mina chọn đơn giản. Cái nào cũng cười. Rồi thôi lấy xung vầy. Chắc là tức là những việc hai cái đều dính rồi. Thì Mina
là mi thì mi nào là dính đó, mình ghi lựa lỗi, mình ghi lựa cái rồi không sợ gì hết. Rồi ok, tôi nhắm mắt ngủ thôi, ngủ một chút thôi, uống luôn đi. Đếm đi, 1, 2, 3. Sao mày ỉa vậy? Mày có hút được cái gì đâu mọi người? Nó lên tới đầu rồi. Đâu rồi? Rượu nữa hả? Không biết nó là cái gì hả? Nên tao suy nghĩ nó là cái gì. Ai vô ổn, từ từ nha, từ từ, thất lỗi nha. Nếu tao biết nữa thì biết. Không. Thôi, tao hút lên để nghe mùi thôi. Đưa cái lưỡi vô là biết là gì. Revive và rượu. Và rượu và một cái gì đó màu trắng nữa thì nó mới ra được cái màu này. Để ý coi cái gì ta. Giấm. Không, cái đắt đặc đặc á. Đặc đặc thì nó revive rồi. Revive rượu. Revive rượu đúng không? À, soda. Trời ơi, soda với mùi tàn. Soda với mùi tàn sao lạ vậy? Sao không có xanh ha? Ừ, thua mày đó. Tao không có quậy lên á. Rồi, còn của ta nè. Xung bày. Quậy lên. Xung bày mọi người ơi, xung bày nè. We with you, à lộn, hát Tết hả? Tết đơn rồi. Đây là ly đơn giản, thử đi. Ly đơn giản, cái này đơn giản. Bây giờ đi xung bày nha, đi xung bày, đơn giản nè. Dạ, nói chung nó cũng có ly đơn. Không nhấp nha. Sting dâu rồi. Là sting dâu. Phải sting dâu ta, không lẽ đơn giản vậy? Thì đơn giản mà. Đây, mình đây. How about this? Kinh dị. Kinh dị. How about this? Kinh dị 1. Kinh dị 1. How about this? Kinh dị 2. Rồi, hết dưa thì hết đáy rồi nè. Không còn cái chứng cứ gì để đáng được. Manh mối để đoán được nữa. Đúng rồi. Kinh dị, kinh dị 1, kinh dị 2. Vậy mày thích kinh dị nào? Thôi thích kinh dị 1. Kinh dị 1 đây nè. Không, kinh dị thường. Kinh dị thường hả? Kinh dị nào lấy kinh dị 2. Ok. Kinh dị 1. Cũng là một lựa chọn. Lấy kinh dị 2. Rồi. Mình rót mình cháo với nhau đi. Rồi. Thế kinh dị thường. Kinh dị thường. Biết đâu được hai đứa rồi kinh dị hết. Rồi, ok. À, không biết kinh dị hay. Cũng có thể. Hay là cái này. Mấy bí. Cái này. Rồi, uống đi. Chúc mừng bên kia cố lên. Thấy cái màu nó cam cam mà đen đen rồi là cái màu đồng pha đúng không? Cái này có thể là vodka, cái này nè, em lộn rồi, cái này
nhiêu này nó nồng lắm, tổn lắm. Trời ơi, ghê quá ơi. Tomato, yep, 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 yep. Trời ơi, ngày hôm nay là Mina đã unlucky, không được may mắn cho lắm khi mà lựa chọn rất là nhiều ly kinh dị luôn nha. Bây giờ là cái bị giác Mina là hỗn tạp luôn. Mina và Binky đã hoàn thành xong thử thách của mình rồi. Mọi người nếu như có những thử thách nào hay hơn, mới lạ hơn, cũng như là thú vị hơn thì đừng ngần ngại comment bên dưới cho Mina và Binky biết cùng nhau thực hiện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.